Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Otka Family TV. Mấy bữa nay tiểu bang Queensland mưa rất là nhiều, mưa tối trời luôn á. Nhiều bữa mình đi làm về là mưa nó trắng xóa nguyên một con đường luôn. Mình phải lái xe thiệt là chậm để tránh tình trạng mà xảy ra tai nạn đó, nguy hiểm lắm. Thì hôm nay cũng như mỗi buổi sáng mình ra mình kiểm tra coi, nhất là sau cơn mưa mình ra kiểm tra coi cái vườn của mình có bị ảnh hưởng gì không. Chứ mấy bữa trước mưa nhiều quá thì cái lượng mưa như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái vườn mình trồng, hay là những cái nhà mà ai trồng trọt á, người ta đều kiểm tra. Thì mình cũng ra mình chăm thử cái vườn mình nó coi như thế nào, có bị ngập úng gì không. Nếu mà mình thấy nó bị ảnh hưởng thì mình di dời những cái chậu mình trồng á, còn thôi nếu mình che chắn nó để tránh tình trạng công sức mình bỏ ra mình trồng mấy tháng trời rồi nó cuối cùng nó chết thì cũng ổn các bạn. Bây giờ là gần cuối mùa xuân rồi, chuẩn bị vô mùa hè, cho đó là hầu như những ngày trong tuần hay là nó sẽ có những trận mưa, mưa lớn hay mưa nhỏ. Thì năm nay thì mưa thì không thấy lớn lắm. Thì những năm trước các bạn biết không, là tiểu bang Queensland mưa nhiều khi là gây ngập lụt luôn á. Có những đoạn đường của những vùng nó phải đóng, tại vì xe không thể chạy qua được, tại vì nó ngập cao hơn cái mức cho phép nên rất là nguy hiểm cho những tài xế lái xe. Năm nay thì nó đỡ hơn, thì mình chưa thấy cái tình trạng là phải đóng đường, nhất là cái vùng thấp như là vùng Goodna, mỗi lần mưa là chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Thì sáng hôm nay mình ra sau vườn mình coi những cái bông, những cái chậu bông của mình nó có bị ảnh hưởng gì không, thì mình thấy có một loại cây, một loại hoa mà các bạn thường thấy ở Việt Nam, đó là các bạn thấy không? Tên tiếng Anh của loài hoa này á thì được gọi là hoa bougainvillea. Bougainvillea là tên tiếng Anh, còn tên tiếng Việt mình ở Việt Nam á thì mình gọi là hoa giấy, hay còn một cái tên cũng khá là dễ thương nữa là chi hoa giấy. Nó cũng là một dạng một loài hoa giấy luôn, nhưng mà chỉ là cách gọi khác nhau của những vùng miền thôi. Năm nay thì cái vườn hoa giấy mình nó nở cũng khá là rộ, bông nó rụng đầy sân luôn á. Quay cho cả nhà xem này, thấy không, đỏ nguyên một cái miếng đất luôn. Cái màu hoa giấy của nhà mình á là cái màu này, nó là màu giống như kiểu màu tím nhạt, hay mình thấy nó cũng na ná giống màu hồng á, hồng tím á. Thì cứ mỗi mùa hè á, cái vàng hoa giấy mình nó nở rất là rộ luôn. Năm nay á là nở rộ hơn mọi năm, tại vì chắc có lẽ là mưa đến rất là sớm. Thường thường là đầu mùa hè hay là giữa mùa hè thì mới mưa, nhưng mà năm nay á là cuối mùa xuân nó đã mưa rồi, và mưa rất là nhiều nữa. Quay cho cả nhà xem. Năm nay hoa giấy nó nở đầy luôn á. Mình còn nhớ hồi xưa đó, ở Việt Nam á, trên những cái con đường mà về quê đó, người ta trồng rất là nhiều cái cọng hoa giấy á. Tại cái hoa giấy này á cũng khá là dễ trồng. Những cái nơi mà nóng bức hay là khó trồng. Cái hoa giấy này á có nguồn gốc xuất phát từ Brazil, Argentina, nói chung là gọi là nước Nam Mỹ á. Thì cái khu vực đó là cái khí hậu nó cũng khá là nóng. Cái cây hoa giấy nó rất là dễ trồng, nó chịu nhiệt rất là tốt. Mình cũng không cần phải tưới chăm nhiều đâu, nó cũng dễ thích nghi với thời tiết. Những cái ngày mà trời nóng quá nó cũng không có chết, tại vì cái thân nó có gai á. Mà các bạn biết rồi, những cái cây mà có gai á, như là cây xương rồng nè, rồi cây hoa hồng á, thì nó có thể chịu nhiệt, hoặc là nó sẽ rất là thích nghi với những thời tiết nóng, không có bị cháy úa. Thì cái năm nay á là mình không có cắt tỉa nhiều, tại vì có lẽ là cái hình dáng cái cây này năm ngoái á mình đã cắt tỉa rồi, mình làm cái dạng giống như là cái con phụng á, nó dang đôi cánh hai bên đó các bạn. Thì mình thích cái khung cảnh nó khá là dễ thương vào một buổi sáng như thế này.
Ở Việt Nam mình á thì ở dưới quê á người ta hay trồng những cái cọng hoa giấy cũng khá là nhiều á, tại vì á những cái cọng hoa giấy này á được một cái là cái màu nó cũng khá là đẹp, rồi thứ hai nữa là nó nở quanh năm. Hoa giấy á các bạn biết á là cái cánh á thì cũng khá là dày nè, nên nó cũng rất là lâu để rụng nữa. Nếu mình biết không lầm á thì có khi á cả tuần nó mới rụng lận. Mình rờ vô mình thấy nó như cái tờ giấy vậy. Chắc có lẽ vậy nên nó có cái tên hoa giấy đó. Thì nhà mình nữa thì cũng trồng một vài loại hoa cho nó vui thôi. Như những cái vùng khác thì có thể là thích nghi với những loại cây ăn trái. Còn riêng đối với cái vùng của mình á thì mình trồng hoa thì nó hay hơn, tại cái đất của mình á cũng khá là cằn cỗi á, không có dễ mà trồng những cái cây ăn trái nhiều. Do đó năm nay á mình không có chủ trương trồng nhiều cây ăn trái, chủ yếu là rau củ để ăn ở nhà thôi. Còn không nữa thì những cái vườn hoa của mình cũng đã ươm trồng mấy năm trước rồi, nó năm nay thì nó cũng ra hoa giống như mọi năm. Thì mình quay sơ cho cả nhà xem cái cây hoa giấy của mình nó nở hoa vào đầu mùa hè năm nay như thế nào. Cái màu của hoa giấy này cũng khá là dễ thương, nó là cái màu mình gọi là giống như là cái màu hồng tím, nó hơi tím tím mà nó hơi hồng hồng nhìn cũng rất là dễ thương. Nếu mà ở Việt Nam á thì cái hoa giấy này nó nở quanh năm, tại vì cái khí hậu Việt Nam á là khí hậu nhiệt đới, nó nóng ẩm quanh năm. Còn riêng đối bên Úc này nó có cái khí hậu lạnh, thành ra là cứ vào đầu mùa thu á tới cuối mùa đông á thì hoa giấy này nó không có nở, cho tới khi nào mà vô thời tiết ấm áp như là đầu mùa xuân thì nó bắt đầu nó nở hoa. Thì nó nở xuyên suốt khoảng cỡ 6 tháng, tại vì nó nở từ đầu mùa xuân cho tới cuối mùa hè. Mình thấy rằng trong nhà mình nếu mà có một cái cây hoa giấy như vậy cũng rất là hay, tại vì cũng giống như là xen kẽ những loài hoa khác, rồi cái màu của nó cũng khá là đặc biệt, nó mang những cái màu sắc mà đặc trưng riêng của loài hoa Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình trồng rất là nhiều ở dưới quê, rồi nhiều khi á mình đem vô mình trưng trong nhà cũng được, nó cũng khá là đẹp. Còn nếu các bạn nào mà tỉ mỉ hơn á thì có thể cắt những cái hoa giấy này nè mình ép trong tập hay gì á nhìn cũng khá là hay. Chắc có lẽ chỉ có tuổi học trò mới làm gì đó thôi, chứ những người lớn như mình chắc không có thời gian mà làm đâu. Hôm nay á trời
cũng chuẩn bị mưa nữa nè. Bây giờ nó lâm râm lâm tấm từng hạt nè, các bạn có nghe cái tiếng mưa nó rơi không? Thì video của mình tới đây cũng khá là dài, thôi mình dừng video tại đây. Quay cho cả nhà xem những cái cây hoa mọc ở tại vùng Quýt Ngà vào đầu mùa xuân thì cũng xây đi xây lại có những cái hoa mà người Việt mình hay trồng, như là hoa giấy nè, hoa tiết lan, hoa quỳnh anh. Thì hy vọng là cả nhà cũng có cơ hội giống như là biết thêm cái loài hoa, cũng như là trồng cho mình một loài hoa nào đó ở nhà để cho cái khu vườn mình nó thêm sinh động. Mình xin dừng video ở đây. Chúc cả nhà một ngày mới nhiều năng lượng, vui vẻ bên gia đình. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye.